Hướng đến một cơ chế đơn giản và thuận lợi trong phát triển cụm công nghiệp, mới đây, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị về cơ chế chính sách quản lý phát triển cụm công nghiệp nhằm rà soát công tác xây dựng nghị định về quản lý phát triển cụm công nghiệp, xây dựng hành lang pháp lý thống nhất trong quản lý và phát triển cụm công nghiệp. Tại hội nghị, các địa phương đề nghị Bộ Công Thương rà soát hệ thống các văn bản pháp luật liên quan đến cụm công nghiệp như luật đầu tư, luật xây dựng, luật đất đai để thống nhất trong quản lý phát triển cụm công nghiệp. Nghiên cứu điều kiện mở rộng cụm công nghiệp và nâng tổng quỹ đất chưa cho thuê lên 100 ha thay vì 50 ha như hiện nay, quy định rõ cơ chế chuyển giao hạ tầng cụm công nghiệp do đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước làm chủ đầu tư, việc huy động vốn để đầu tư và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp cho doanh nghiệp quản lý thu hút đầu tư. Tiếp thu ý kiến đóng góp từ các địa phương, đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, trong dự thảo nghị định này sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế và tạo thuận lợi hơn cho cơ quan quản lý và chủ đầu tư, nhà đầu tư có dự án trong cụm công nghiệp. Điều này sẽ được thể hiện qua việc rút gọn thủ tục hành chính, nhất là liên quan đến chủ trương đầu tư, phân cấp, phân quyền mạnh cho các địa phương, nhưng việc chuyển đổi phải tuân thủ luật đất đai, đồng thời khai thác một cách có hiệu quả việc sử dụng đất.